Ca sĩ Đan Nguyên có vợ chưa? Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Thành Đan, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giọng hát khỏe, trầm ấm, nồng nàn, trong các ca khúc trữ tình, hợp cùng phong cách ăn mặc lịch lãm và ngoại hình đầy nam tính đã đưa tên tuổi ca sĩ Đan Nguyên trở thành một trong những tiếng hát hàng đầu và được yêu thích nhất từ hải ngoại về đến quê nhà. Ngoại hình với dáng chuẩn nam tính là một trong những yếu tố thu hút người hâm mộ. Đan Nguyên rất mê thể thao, món nào cũng chơi được. Mỗi tuần Đan Nguyên có đi đá banh khoảng 3 ngày và thường xuyên đi tập gym, nên dù đã ở độ tuổi U40 nhưng Đan Nguyên vẫn giữ được cơ thể săn chắc tráng kiện. Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Đan Nguyên cho biết Đan Nguyên còn lo cho mẹ và gia đình nên chưa dám nghĩ đến chuyện này, nhưng mà duyên số thì khó nói lắm. Đôi lúc mình mơ ước cho lắm, nhưng lấy về không được như ước mơ thì khổ, nên không dám mơ mộng nhiều.